Hai chào cả nhà. Cả nhà thân mến, bây giờ anh em mình sẽ đắp cái chỗ này tác bắt cá. Thì cái này là cái cảnh mà mình gài cái bẫy, nhưng mà bây giờ là đã gài xong rồi. Thì bây giờ còn cái mương này thì như là đã hứa anh em, thì bây giờ mình sẽ đắp tác cái này luôn cho mọi người xem. Ở dưới đây là báo với mọi người là cá nhiều lắm nha cả nhà. Rất là nhiều cá luôn. Hồi nãy là vô đây là đụng hai con cá lóc nó chạy xuống đây nè. Bây giờ mình sẽ đắp mình tác cho anh em xem. Xem nha. Bỏ sơ sơ đây, cái còn em nào ở đây không? Cái bỏ sót ủ. Từ từ. Ở đâu còn đó. Từ đi em trai. Thấy cái màu lưng à. Rồi. Qua bánh luôn rồi. Còn sẽ còn em nào nữa không? Bây giờ ba Sơn đang tát kìa cả nhà. Mình đi xong một vòng thì mình sẽ quay trở lại bằng tiếp sức bạn gào. Hồi xưa mình kêu bằng tát gì, tát gào. Rồi ra rồi. Nhiều đấy. Qua bên con rồi, mò. Qua bên đây rồi, con rồi. Không, mò con này trước đi. Không, nước chảy vô gì kìa. Chảy qua hai con. Một con hả? Ê, đây nè. Tao dí cho mày về bánh lại đó. Về bánh lại còn hỏi biết bắt được nó không? Đi rồi. Ê, sao luôn mà bắt kêu rồi, kêu luôn rồi. Sang quần đi, xuống đây đứng quay rồi luôn chứ. Bỏ đó đại đi. Tới chỗ luôn coi. Ừ. Nước nó cho nó gọt theo nước xuống á. Công nhận thiệt. Nó bay một cái sẹt luôn á. Trong cái cảm giác đụng cá lóc đã thiệt. Hả? Không, cứ ngắt hà. Nó cứ ngắt hà. Bữa nay cho bí xuống mò lên cả nhà. Cột cái quần cho chặt vô ngang, mới vợ đậu ngang. Được không? Giỡn cái gì không sao? Đất này nó không có lúng, nó đâu có chuối được. Không lúng mới khó bắt nè. Không mà lúng mới khó bắt á cha. Đâu rồi ta? Cái lóc này bự lắm, bỏ không được cái nhà ơi. Sao mà bắt cái lóc mà nó dướng cái sạch vô tay hoài ta? Ngồi lên đầu nó hay gì rồi? Dính rồi hả? Đấy, cẩn cảnh đấy. Tôi canh cái sảy tổ. Trời hãy được. Cái ngắt móc con lỗ. Ờ, cái sảy ổ. Móc lỗ thật bây giờ hả? Đó. Nó quậy, chẳng gớm rồi. Thở dữ hả? Đi đâu cho khó. Bự không? Bự. Đó. Phải con đó không?
Thế nhưng sao nhỏ vậy? Hai con mà. Ủa như thấy nó bự lắm mà ta. Em thấy phóng qua hai con đó. Không có con hả? Con kia phóng ngược trở lại rồi. Đây nè, quay. Cá nó có nhảy thì cũng đừng có giục cái điện thoại nha. Nha. Bữa nay nhờ Bí quay giùm nha cả nhà. Có rung rồi cả nhà không cảm nha, tại vì hai anh em phải tát à. Qua đây đi đâu anh đấy. Nhức đường ơi. Đường ra. Nhức đường nhức. Trời. Tát đúng rồi. Thôi để đi đâu chứ em chịu hết nổi rồi đó. Cái gì? Mắt bắt. Trời. Chào cả nhà. Bây giờ là sau khi khoảng 15-20 phút anh em mình tát thì bây giờ nước cũng đã gần cạn rồi. Đây, nước chỉ còn một xíu chỗ này thôi. Cá bắt đầu là nhồi lên rồi đó cả nhà. Đó. Bây giờ mình bắt Bí xuống dưới phụ tát với anh Ba với anh Sơn. Còn mình sẽ quay để lấy những khung hình mà đẹp nhất cho cả nhà xem. Chứ mình cũng nghi ngờ cái tay nghề của Calaman này quá. Quay thấy ngón tay không à cả nhà. Cho nên là mình bây giờ phải đổi ca cho Bí xuống tát xong rồi hồi cho Bí bắt luôn. Còn mình sẽ ghi những hình ảnh mà đẹp nhất, chân thật nhất gửi đến cả nhà xem. Đó. Ở đây là cá lóc như dưới này nè cả nhà. Hồi nãy là như cả nhà cũng đã thấy rồi đó. Nó bay xuống dưới, nó thốn cái nó đụng cái bắt đầu nó vèo trở lên lại. Còn cá sặc thì vô kể luôn. Cá sặc thì nhiều lắm. Hấp dẫn đó, hấp dẫn đó. Đó. Đó đó đó. Bắt đầu là nó dậy từ từ rồi đó. Được, từ từ cũng bắt nó được à. Sao lưng quăng á. Ơi. Con cá lóc mới đây nè cả nhà. Nó nhảy một cái sạc ra ngoài đây. Kể đi. Từ từ một hồi thế nào cũng bắt nó hả? Tắt cho cạn đi. Trúng mánh rồi. Đó. Đó lên trên luôn. Hai con đó, trước mắt là thấy hai con bự rồi đó. Đó nó lóc nó kiếm đường nó trốn. Trốn đường nào được. Rồi nó lết tao cài luôn, không có thoát. Không thoát em nào hết. Đây nè. Đây một em nữa nè. Con bắt giỡn nó hả? Tát rồi lên không có làm nào chứ không? Làm cái gì có vậy? Chỉ có động đất tới kìa, thôi chứ. Trốn kìa. Nó trốn kìa. Đó nó hay không? Đó. Nó hay không nó trốn kìa. Nó lũ lên đó rồi kìa. Cái lùm đó kìa nha. Đó. Nè. Lũ lên rồi kìa. Hay bây giờ kiếm đường trốn. Chẳng chẳng rồi. Sao không chẳng đi? Mấy con ở đây là nó chém già, con ở đâu đó 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 đó, đó. Đây nè đó, nó tính đi đâu, nó tính đi đâu, thấy không, hai con mắt của nó đỏ ao luôn. Để mình lại đặng cận cảnh cho cả nhà xem nha. Cận cảnh cái thằng này nó thấy đường không nội ơi, nó thấy đường, thấy lại là nó trốn. Tưởng đâu nó chá nắng nó không thấy vậy, chứ nó thấy chứ. Đây dần tới nó dần lui. Coi con cạp này đó, coi con cạp này bắt cá này nè. Ah!
30 năm mới bắt được con cá lóc đó. Đúng là chói gà cá không chặt. Lội đâu rồi? Thôi đi, lội ra ngoài đi, ngồi bắt nữa, ông nội ơi. Tao mới móc lên, bị ai đây bắt được cá lóc rồi. Thằng ơi, không có qua ngọn cỏ, chó gà không chặt mà. Tao tưởng tao 30 năm bắt được con cá lóc, nhưng mà không được. Không được luôn. Nước chảy vô anh ơi. Ui. Nè, bé bà, bé bà. Nó chốt trong cái lỗ đó. Cá lóc gì nè. Đó, bắt được rồi nè. Đem thùng đây coi. Đem thùng lại luôn. Là bốc chết. Dọc chết phạt. Đúng là vợ đậu mà. Chồng bà tên đậu hả? Ê Hoàng, phần cái đâu rồi? Cuộc rồi, nãy thấy cuộc rồi ông nội ơi. Phải giết kìa, phải giết kìa. Nó lóc lúc lên kia kìa. Cái giết bự. Cái giết thằng cái mẹ. Cái giết. À, đây. Tôi chưa thấy á. Chưa thấy rõ luôn á. Ừ. Đã thiệt. Kìa, thằng kia nó lên lúc lên kia rồi kìa. Kệ đi. Đó nó nằm trên kia kìa. Thằng đây chặn kia hả? Ừ. Thằng đây đâu rồi? Thằng đây trong cái bụi này nè. Ba chỗ này nó chặn rồi sao? Đắp lại. Không biết đắp. Ngộ thiệt chứ. Đắp hơn cho cạn này. Đây nè, chàng bên đây nó gỉ vô rồi nè. Này tát hơi nữa là bắt đầu cạn rồi cả nhà. Đây. Cái em này. Ơ à, đây nữa nè. Nó ở trong mấy cái dấu chân á, sao ạ? Mấy dấu chân cũ á. Nó núp ở trong à. Đây. Cả nhà xem con cá lóc nè. Cá lóc đồng. Cá này thì ăn ngon. Thịt rất là chắc. Ruột nhỏ thịt chắc. Ăn vô nó có vị ngọt thanh. Rất là ngon. Mình diễn tả mà nuốt ực ực á trời. Nướng chui cuốn bánh tráng. Bắt đầu này nha. Ê nó nhảy ra ngoài à. Đừng giỡn nha. Bắt cá lóc chứ không được em mới sợ. Đè xuống luôn, nhẫn luôn. Nhảy ra ngoài thiệt á. Bóp chặt vô. Không có sức rồi, nhìn biết mà không có sức rồi, đuối rồi. Đâu được coi. Khá bự đó. Nó giải một cái là ra ngoài luôn đó. Ôi ôi. Chà bá rồi đó luôn. Tới. Từ từ. Bắt đi. Đắp cái gỗ lại anh ba. Mr. Sơn cũng chịu hết nổi rồi. Sợ gì bắt hết. Bỏ dục cái đào liền. Sợ nó bắt không được. Tôi hỏi lúc hết. Dữ lắm có sặc mà ơi. Bắt đi. Tép nữa. Cái này bắt phải lết nha, không cho sót. Tép quá trời tép nè. Tép thì bắt nó canh. Dữ lắm tép luôn. Ấy cò nó xuống đây nó ăn tép nè. Ốc hả? Bà kia giờ bà chuyển qua bà bắt hôi rồi. Bà bị khùng. Đó, cái sạch chạy xuống. Nhiệt lắm cái sạch luôn.
dữ lắm, lâu lắm mới bắt lại được cái vụ này nè. Mấy chục năm hả? Cái 20 năm có. Ngồi chỗ tôi bắt không biết nào hết. Clip này chắc 3 tiếng đồng hồ quá. Tao bắt cá lóc trước cái đi. Từ từ, cá lóc đây nhóc này, ông lên ông bắt con cá lóc trên đây rồi cái này nó không sao. Đó, đó, thấy chưa? Thấy chưa? Đụng vô ổ rồi đó. Nên bắt cái sạc đi, mày bắt cái gì vậy? Bắt cá nè. Bà đi bắt thôi, bà không có bắt chính đâu. Kệ bà đi. Cá chui trong hả? Coi chừng chui trong kia cắn cái cục không nè ơi. Hôm qua thấy có thấy cá chê hả? Có. Gì thấy tàu có thấy đâu. Cá chê. Coi chừng cá lóc đó chứ, cá chê đâu ra. Đây cũng có chê mà. Cá chê là nãy giờ mình thấy nó rồi. Nó chui. Nó nằm trong cái cục này sao? Xúc vô cái sạc. Gỗ cái sạc luôn. Nè cả nhà. Cả nhà. Từ từ cũng lên tới nó ha. Gà rừng nó gái. Bậm mâu dữ lắm, mình tưởng đâu có lóc, bây giờ cái sạc cũng bậm mâu nữa. Mấy con đây đó. Ra ngoài. Phụ luôn rồi. Phụ luôn rồi. Phụ luôn rồi. Ôi, nó chạy quá trời rồi. Một em đâu ra đây. Tính bắt cá hai tay hả? Gì vậy bà? Đây. Ôi rồi rồi rồi, con đó bự nhất đó ông nội ơi. Có lính theo, có lính theo chặn gỗ luôn. Cười bắt không được luôn. Dạ, đây em lên đây. Mình phải chụp thôi nha. Bí bắt được con này cả nhà. Người ta nói bắt cá hai tay nè ông nội ơi. Bà này nó bắt cá hai tay gọn khô luôn.
trơn. Thôi bắt cá hai tay không được đâu. Lỗ đó. Quằng kiểu này hồi chắc sót quá. Nãy giờ mấy con rồi? Xúc cá vô. Thôi nào bắt. Con này nãy giờ vô nằm đây nè. Đó. Đó. Nó bay không à. Vô. Lẹ, lẹ chứ. Rồi ra. Con chạy nó đâu? Còn đâu trên này nó nè. Thành viên mới bắt. Không biết có hết không nữa. Con chạy nó dũng cái nước nó đó. Từ từ ông lên ông kiểm tra đi. Còn dưới cái thùng này nữa nè. Còn cá sặc không à, nó có nhét. Đó. Đây hai em luôn. À, nó xuống làm gì ông Sơn có 500 gì ông nội ơi. Còn em nữa. Nè, đó là ừ. Giỡn như nó hả? Cá sạc nút dít nó đầm. Rồi, nó lóc rồi. Đó, rồi, nó vô đó rồi đó. Đã. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha cả nhà ơi. Mình sẽ liên tục tải lên những video clip săn bắt, nấu nướng, ẩm thực độc lạ cho cả nhà xem. Nhớ đăng ký kênh để không bỏ sót video nào nha cả nhà. Anh con đó. Đâu? Đây. Hết cá rồi. Hai con bắt con nào trước con đi. Đó. Ngon. Đây nè, rõ ràng là anh ấy bắt cá hai tay cả nhà. Đó. Rõ ràng là bắt cá hai tay nha. Vuột tay rồi mày. Thì bắt cá hai tay bắt vừa bắt lên đâu phải vuột rồi. Rồi. Cá quế mà dữ lắm đó nha. Rồi đó. Cá đó. Dữ lắm cá sặc. Vớt cái chồng con hả? Không phải ông ơi. Máy bay mà nó chơi. Chơi đó. Máy bay mà kiểu chơi rồi không chơi. Ủa, trên bờ đê nè. Bữa nay thứ bảy nè, đúng rồi. Máy bay trò chơi á. Rồi, sau một hồi bắt thì cá cũng hết rồi cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài
kiếm cái chỗ nào nước nó trong mình sẽ rửa cá cho cả nhà xem là mình sẽ bắt được bao nhiêu cá và cá loại gì, cái loại gì nha cả nhà. Bây giờ anh Ba đang khai nước vô để cho mà những con còn sống nó sống được mấy ngày nữa thì nó sống, chứ trời này nắng thì cái mương này nó cũng khô thì cá sẽ chết dần hết. Nó khô luôn, khô rang luôn, khô nước đất luôn cả nhà. Rồi cây cối nó mọc lên lại từ dưới lòng này, nó sẽ mọc lên lại. Thì bây giờ mình khai vô đi, rồi con nào sống được thì sống, chứ mình cũng đâu biết làm gì hơn. Thì bây giờ mình sẽ đi ra ngoài mình rửa cá thì cho cả nhà xem là được bao nhiêu cá nha. Nhiều lắm á cả nhà. Ở đây cả nhà ơi, hồi nãy anh em mình kiếm không có chỗ rửa, không có nước rửa, đành phải là đem về tới nhà luôn. Ngồi đầu ngóc đầu lên nè, đem về tới nhà rửa luôn cả nhà. Một xô chết rồi kìa, xô sình. Rửa ra mới thấy rõ được là đó. Con gì bắn cái tẹt tới rồi. Con nó tội nhất đó hả? Mấy con kia vừa lứa không à. Con này rất tiếp tổng lắm. Nó sặc nhiều lắm, có nhiều cái sặc. Cái sặc là xúc gỗ không rồi. Còn nhiều lắm. Vô cái ấy này nè, rồi để vô luôn, rồi mở nước ra hết đi. Dạo dạo cho nó dễ. Hai, ba, nó đi rồi đó. Bốn, năm, sáu. Bảy, tám, chín, mười, một, rồi thấy ra, mười hai, mười ba, mười bốn, cái lóc là đếm rồi, mười lăm, mười sáu, 17 18 19 20 21 còn hết. Okay. 22 nhưng cái đất cho nó chảy nữa. 22 con hả? Đây cả nhà, 22 con cá lóc lớn nhỏ. Đây là cá lóc đồng nha cả nhà. Đó. Nhìn kỹ cái cá lóc đồng nè. Đúng không? Nhìn nó rất là đẹp trai luôn. Lớn có nhỏ có. Cá lóc đồng thì thường nó nhìn nó rất là chắc thịt nha cả nhà. Nhìn nó đầu nó dài. Mình nó thon. Nhìn nó rất là chắc thịt. Ăn thịt nó rất là ngon. Cá này siêu sạch luôn nè. Siêu sạch luôn. Cá này có ông Ba không ăn cái mật rồi. Không có ông Ba, có ông Hoàng với ông Sơn được không? Ê. Rửa lại chứ nó còn dơ lắm ạ. Rồi clip đến đây mình cũng xin kết thúc nha cả nhà.
cả nhà nhớ đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình cũng như là để đón xem những cái video tiếp theo từ CTO Vlog tải lên ha. Mình sẽ có những video săn bắt rồi chài cá như là giăng lưới đồ các kiểu, thì gửi lên cho cả nhà xem, và cả nhà đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhớ like video và để lại comment bên dưới để mình biết là những ai đã xem được kênh của mình nha cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn cả nhà. Bye bye. Đây là có con cái gì có tên khó nhớ quá, cái giết này phải không ha, làm thử thách 24 giờ trong đó thì coi nó có chết không. Trong đó là dễ gì chết, dễ gì mồi nhóc hết trơn. Rồi cá con nè, xong bà ơi. Cái sạch. Gỗ cái sạch luôn. Trời nắng, tôi khô.